Nguyên xin kính chào tất cả quý vị. Xin chào đón quý vị đến với chương trình truyền hình của hệ thống truyền thông TNT Media. Và sau đây mời quý vị theo dõi phần tin tức mới nhất của chúng tôi với bản tin Hoa Kỳ, Việt Nam và Thế giới. Một học sinh 14 tuổi đã nổ súng giết chết hai bạn học và hai giáo viên, đồng thời làm bị thương 9 người nữa trong một vụ xả súng tại một trường trung học ở bang Georgia hôm thứ Tư, 4 tháng 9. Hai lãnh đạo của Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Hoa Kỳ, CPSC, đang kêu gọi điều tra hai công ty thương mại điện tử Sen và Temu sau khi các sản phẩm dành cho trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi gây tử vong được bán trên cả hai trang web này. Bà Kamala Harris đang chuẩn bị cho cuộc tranh luận vào ngày 10 tháng 9 với ông Donald Trump, mà chiến thuật là tìm cách làm cho ông Trump mất bình tĩnh để có lúc sẽ nói sai. Ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ Kamala Harris vào ngày thứ Tư 4 tháng 9 đề xuất tăng thuế đánh vào lợi nhuận từ vốn áp dụng với những người kiếm được $1 triệu trở lên thành 28% thay vì mức 39,6% do Tổng thống Joe Biden đề xuất trong ngân sách tài chính năm 2025 của ông. Các quan chức chính quyền Biden đang cân nhắc về việc thắt chặt lệnh cấm tị nạn hay không để duy trì mức độ vượt biên trái phép thấp hơn tại biên giới Hoa Kỳ-Mexico. Tổng thống Putin hôm thứ Năm nói trong một bình luận trêu chọc rằng Nga muốn bà Kamala Harris giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ và nói rằng tiếng cười, truyền cảm của bà là lý do để ưu tiên bà hơn ông Donald Trump. Tổng thống Putin hôm thứ Năm nói rằng cuộc tấn công của Ukraine vào khu vực Kursk của Nga không làm chậm bước tiến của Nga ở miền đông Ukraine. Thủ tướng Malaysia là Anwar Ibrahim hôm thứ Năm cho biết nước này sẽ không dừng hoạt động thăm dò dầu khí ở Biển Đông bất chấp tuyên bố của Bắc Kinh rằng Malaysia đang xâm phạm lãnh thổ của mình. Phái đoàn ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam hôm 5 tháng 9 phát đi một khuyến cáo đối với công dân Mỹ tại Việt Nam về bão Yagi, mà ở Việt Nam gọi là bão số 3. Tin tức cho biết có một số công dân Việt Nam nằm trong số hơn 660 người bị kẹt đã nhiều tuần qua tại một sân bay quốc tế ở Sao Paulo, Brazil. Một trung tâm mang tên Mái Ấm tiếp nhận, nuôi dưỡng những trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ không nơi nương tựa ở thành phố Sài Gòn đã bị chính quyền đóng cửa sau khi những hành vi bạo hành trẻ nhỏ ở đây bị phát giác. Và sau đây là bản tin chi tiết. Một học sinh 14 tuổi đã nổ súng giết chết hai bạn học và hai giáo viên, đồng thời làm bị thương 9 người nữa trong một vụ xả súng tại một trường trung học ở bang Georgia hôm thứ Tư, 4 tháng 9. Nhà chức trách cho biết đây là vụ nổ súng đầu tiên trong năm học mới tại Hoa Kỳ. Vụ việc xảy ra tại trường trung học Appalachian ở Windsor, Georgia, các nhà điều tra nói trong một cuộc họp báo. Ngôi trường này có gần 1.900 học sinh cách Atlanta khoảng 80 km về phía đông bắc. Chris Horsey, giám đốc cục điều tra Georgia nói, nghi phạm học tại trường được xác định danh tính là Cord Gray, 14 tuổi. Cậu ta đã bị giam giữ, sẽ bị khởi tố và bị xét xử như một người trưởng thành. Các điều tra viên chưa cho biết động cơ của nghi phạm. Họ cũng không nói là loại súng nào đã được sử dụng trong vụ nổ súng. Cảnh sát trưởng Joe Smith nói các cảnh sát đã nhanh chóng phản ứng với vụ nổ súng sau khi văn phòng cảnh sát nhận được tin về một tay súng đang gây nguy hiểm lúc khoảng 10 giờ 20 phút sáng. Smith thuật lại rằng tay súng đã bị một phó cảnh sát trưởng chặn lại trong trường và cậu ta ngay lập tức nằm xuống đất và đầu hàng. Tổng thống Joe Biden đã được báo cáo về vụ nổ súng và ông nói ông sẽ tiếp tục phối hợp với các quan chức liên bang, tiểu bang và địa phương khi nhận được thêm thông tin. Ông nói, bà Jules và tôi đau lòng về những người qua đời, họ bị cướp đi sinh mạng vì bạo lực súng đạn vô nghĩa. Và chúng tôi đồng cảm với tất cả những người sống sót, cuộc sống của họ bị thay đổi mãi mãi. Đảng Cộng Hòa nên hợp tác với Đảng Dân Chủ để thông qua luật an toàn súng đạn phù hợp với lý trí thông thường. Phó Tổng thống Kamala Harris, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ gọi vụ nổ súng là thảm kịch vô nghĩa. Bà nói, chúng ta phải ngăn chặn nó. Chúng ta phải chấm dứt nạn bạo lực súng đạn này. Cựu Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội rằng
Chúng tôi xin chia buồn với các nạn nhân và người thân của những người bị ảnh hưởng bởi sự kiện bi thảm ở Windsor, Georgia. Những trẻ em đáng yêu đã bị một tên quái vật bệnh hoạn và mất trí cướp đi khỏi chúng ta quá sớm. Hai lãnh đạo của Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Hoa Kỳ CBSC đang kêu gọi điều tra hai công ty thương mại điện tử Sam's và Temu sau khi các sản phẩm dành cho trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi gây tử vong được bán trên cả hai trang web này. Hai ủy viên Peter Feldman và Douglas Diaz đề nghị CBSC đánh giá cách mà Sam's của Singapore và Temu của Trung Quốc cùng các nền tảng thương mại điện tử khác do nước ngoài sở hữu phải tuân thủ các quy tắc xử lý mối quan hệ với bên bán hàng thứ ba và đại diện cho các sản phẩm nhập khẩu ra sao. Sam's và Temu, cả hai đều vận chuyển hàng hóa giá rẻ vào Hoa Kỳ từ Trung Quốc, đang làm dấy lên lo ngại với ủy ban CBSC về việc họ sử dụng một quy tắc miễn thuế cho các gói hàng có giá trị dưới 800 đô la nếu chúng được gửi trực tiếp đến người mua sắm. Một phát ngôn viên của Sam cho biết công ty đang đầu tư hàng triệu đô la để tăng cường các chương trình tuân thủ quy định. Đầu năm nay, Sam đã thông báo rằng họ sẽ rót 50 triệu đô la vào các chương trình tuân thủ để đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn an toàn sản phẩm và luật pháp và quy định của địa phương. Một phát ngôn viên của công ty cho biết Temu sẽ hợp tác với bất kỳ cuộc điều tra nào của CBSC Hoa Kỳ. Phát ngôn viên nhà bán lẻ trực tuyến này yêu cầu tất cả người bán phải tuân thủ các luật và quy định hiện hành, bao gồm cả những luật liên quan đến an toàn sản phẩm. Bà Kamala Harris đang chuẩn bị cho cuộc tranh luận vào ngày 10 tháng 9 với ông Donald Trump, mà chiến thuật là tìm cách làm cho ông Trump mất bình tĩnh để có lúc sẽ nói sai. Chiến thuật của các cố vấn khuyên bà Harris nên nhắc lại những điều mà bà cho là thất bại của ông Trump trong các vấn đề gồm bức tường biên giới của Mỹ, cơ sở hạ tầng và đại dịch COVID-19 và sẽ tránh bị kéo vào các cuộc công kích cá nhân. Về phía ông Trump, ông đã chỉ trích bà Harris và Tổng thống Joe Biden về lạm phát, số lượng lớn di dân bất hợp pháp vượt biên ở phía Nam Hoa Kỳ và những đề nghị kinh tế mà sẽ làm tăng chi tiêu của chính phủ. Chiến lược gia kỳ cựu của đảng Dân Chủ James Scalise viết trên tờ New York Times rằng bà ấy nên để ông ấy tự nói ra thay cho bà, nhưng không phải là cứ để mặc cho ông ấy nói, mà còn phải tìm cách chọc cho ông ấy đưa ra những chuyện bất lợi cho ông ấy, thí dụ như nói là có gian lận trong cuộc bầu cử năm 2020. Cuộc tranh luận sẽ được nhiều người xem dưới dạng video clip trên các nền tảng truyền thông xã hội như TikTok và X. Mục tiêu sẽ là việc cố gắng chọc cho ông Trump nói những điều mà ông ấy lẽ ra không nên nói, chẳng hạn như những phát biểu có khả năng gây kích động hoặc xúc phạm người khác. Để chuẩn bị cho cuộc đối đầu được phát sóng vào khung giờ vàng, bà Harris đã tập tranh luận với Philip Reynes, cố vấn lâu năm của cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton. Ông đã từng đảm nhận vai trò này trước đây. Ứng cử viên Tổng thống đảng Dân Chủ Kamala Harris vào ngày thứ Tư 4 tháng 9 đề xuất tăng thuế đánh vào lợi nhuận từ vốn áp dụng với những người kiếm được 1 triệu đô la trở lên thành 28%, thay vì mức 39,6% do Tổng thống Joe Biden đề xuất trong ngân sách tài chính năm 2025 của ông. Phó Tổng thống Harris cũng nói rằng bà sẽ thúc đẩy để có khoản khấu trừ thuế 50.000 đô la cho các doanh nghiệp nhỏ mới thành lập, cao gấp 10 lần mức ưu đãi thuế hiện tại. Bà nói các doanh nghiệp nhỏ tuyển dụng một nửa số người lao động trong khu vực tư nhân tại Hoa Kỳ. Bà Harris cho rằng việc giảm chi phí khởi nghiệp kinh doanh mới sẽ giúp Hoa Kỳ đạt mục tiêu là có 25 triệu đơn ghi danh thành lập doanh nghiệp nhỏ mới vào cuối nhiệm kỳ đầu tiên của bà. Việc bà Harris đề xuất giảm thuế cho thấy bà muốn thu hút được nhiều cử tri hơn thuộc các giới khác nhau, ngay cả khi bà vẫn trung thành với hầu hết các kế hoạch của ông Biden nhằm củng cố tầng lớp trung lưu. Bà Harris nói cũng có kế hoạch cung cấp các khoản vay lãi suất thấp hoặc không lãi suất cho các doanh nghiệp nhỏ, cắt giảm thủ tục hành chính mà họ phải đối mặt và mở rộng khả năng mượn tiền để đầu tư.
quan chức chính quyền Biden đang cân nhắc về việc thắt chặt lệnh cấm tị nạn hay không để duy trì mức độ vượt biên trái phép thấp hơn tại biên giới Hoa Kỳ-Mexico. Lệnh cấm sẽ không được áp dụng nếu số lượng di dân bị bắt khi vượt biên giới bất hợp pháp giảm xuống dưới mức trung bình 1.500 người một ngày trong một tuần và duy trì ở mức đó trong hai tuần. Một quan chức DHS cho biết, thay đổi đang được thảo luận sẽ kéo dài thời gian để có kết quả, ngưỡng 1.500 vẫn chưa đạt được. Và tháng 7, tuần tra biên giới Hoa Kỳ đã bắt giữ trung bình 1.820 di dân mỗi ngày. Có một ngày vào tháng 12, con số này lên đến 10.800, mà các quan chức lúc đó cho biết là đạt kỷ lục hoặc gần mức kỷ lục. Di dân bất hợp pháp là mối quan tâm hàng đầu của cử tri Hoa Kỳ trước thềm cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11. Lệnh cấm tị nạn được DHS và Bộ Tư pháp ban hành như một quy định chung cuộc tạm thời, có nghĩa là nó vẫn phải được hoàn thiện. Tổng thống Putin hôm thứ Năm nói trong một cuộc bình luận trêu chọc rằng Nga muốn bà Kamala Harris giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ và nói rằng tiếng cười truyền cảm của bà là lý do để ưu tiên bà hơn ông Donald Trump. Ông Putin đưa ra bình luận mỉa mai này một ngày sau khi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ buộc tội hai giám đốc điều hành truyền thông Nga về một âm mưu bất hợp pháp bị cáo buộc nhằm tác động đến cuộc bầu cử tháng 11 bằng cách tuyên truyền ủng hộ Nga. Ông Putin từng nói ông thích ông Biden hơn ông Trump vì cựu tổng thống là một chính trị gia cổ hữu dễ đoán hơn. Các cơ quan tình báo Hoa Kỳ tin rằng Nga thực sự muốn ông Trump thắng vì ông ít cam kết ủng hộ Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga. Khi được hỏi về quan điểm của ông về cuộc bầu cử hiện tại, ông Putin nói với một diễn đàn kinh tế ở vùng Viễn Đông của Nga rằng đó là sự lựa chọn của người dân Mỹ. Nhưng sau đó ông nói thêm rằng vì ông Biden đã khuyến nghị những người ủng hộ mình ủng hộ bà Harris và ông nói chúng tôi cũng sẽ làm như vậy. Chúng tôi sẽ ủng hộ bà ấy. Vào thứ Tư, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã đệ đơn cáo buộc rửa tiền đối với hai nhân viên của đài truyền hình nhà nước Nga RT vì điều được mô tả là một kế hoạch thuê một công ty Hoa Kỳ sản xuất nội dung trực tuyến để gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử năm nay. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm thứ Năm nói rằng Nga sẽ nhắm mục tiêu và truyền thông Hoa Kỳ để đáp trả. Tổng thống Putin hôm thứ Năm nói rằng cuộc tấn công của Ukraine vào khu vực Kursk của Nga không làm chậm bước tiến của Nga ở miền đông Ukraine. Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông ở Vladivostok, ông Putin nói, lực lượng Nga hiện đang dần đẩy lùi quân Ukraine ra khỏi Kursk, nơi mà Ukraine đã phát động cuộc tấn công lớn nhất vào Nga kể từ Thế chiến thứ hai. Ông Putin nói, Ukraine đã làm suy yếu khả năng phòng thủ của mình ở những nơi khác và cho phép Nga đẩy nhanh tiến trình tiến vào khu vực Donbass, phía đông, đồng thời nhắc lại rằng mục tiêu chính của Nga là giành quyền kiểm soát hoàn toàn Donbass. Chỉ huy cấp cao của Ukraine, tướng Oleksandr Sysky, từng nói rằng một trong những mục tiêu của chiến dịch Kursk là chuyển hướng lực lượng Nga ra khỏi các khu vực khác, chủ yếu là ở miền đông Ukraine. Mặc dù cuộc tấn công Kursk gây bối rối cho Putin và các quan chức quân sự cấp cao, nhưng các quan chức Nga hiện đang mô tả nó như một trong những sai lầm chiến thuật lớn nhất của Ukraine trong cuộc chiến. Nói rằng nó trói buộc hàng ngàn quân mà không mang lại lợi ích thực sự nào. Tổng thống Ukraine Zelensky từng nói rằng Ukraine có kế hoạch nắm giữ lãnh thổ ở Kursk và rằng hoạt động này mà ông cho là một phần của kế hoạch chiến thắng chưa được tiết lộ đầy đủ và đã đưa cuộc chiến trở về với người Nga. Mặc dù Nga nói các điều kiện cho các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine hiện không tồn tại, nhưng ông Putin đã nêu tên Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil là những bên trung gian tiềm năng và nhắc lại quan điểm của mình rằng một thỏa thuận ban đầu đạt được trong những tuần đầu tiên của cuộc chiến tại các cuộc đàm phán ở Istanbul mà chưa bao giờ được thực hiện có thể đóng vai trò là cơ sở cho các cuộc đàm phán sắp tới. Thủ tướng Malaysia là Anwar Ibrahim
hôm thứ Năm cho biết nước này sẽ không dừng hoạt động thăm dò dầu khí ở Biển Đông bất chấp tuyên bố của Bắc Kinh rằng Malaysia đang xâm phạm lãnh thổ của mình. Phát biểu từ Nga, nơi đang có chuyến công du chính thức, ông Anwar nói các hoạt động thăm dò của Malaysia nằm trong lãnh thổ của mình và không nhằm mục đích khiêu khích hoặc thù địch với Trung Quốc, quốc gia mà Malaysia có quan hệ hữu nghị. Bộ Ngoại giao Malaysia hôm thứ Tư nói họ sẽ điều tra vụ rò rỉ một công hàm ngoại giao mật từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc gửi cho Malaysia. Trong bản ghi chú được hãng tin Philippines đăng tải, Bắc Kinh khẳng định rằng hoạt động thăm dò dầu khí của Malaysia ở Biển Đông đã xâm phạm lãnh thổ của họ. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền hầu hết Biển Đông, bao gồm một số phần của vùng đặc quyền kinh tế rộng 200 hải lý của Philippines, Brunei, Malaysia, Đài Loan và Việt Nam, làm phức tạp thêm các nỗ lực thăm dò năng lượng của một số quốc gia đó. Công ty năng lượng nhà nước Malaysia Petronas hay Petroleum National Berhad khai thác các mỏ dầu khí ở Biển Đông của Malaysia và trong những năm gần đây đã có một số cuộc chạm trán với các tàu Trung Quốc. Ông Anwar cho biết Trung Quốc đã gửi một hoặc hai công hàm phản đối để ngăn chặn các hoạt động thăm dò dầu khí của Malaysia, mà không nêu rõ chi tiết nhưng nhấn mạnh rằng chính phủ Malaysia sẽ tiếp tục giải thích với Bắc Kinh về lập trường của mình. Phái đoàn ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam hôm 5 tháng 9 phát đi một khuyến cáo đối với công dân Mỹ tại Việt Nam về bão Yagi mà ở Việt Nam gọi là bão số 3. Phía Hoa Kỳ cho biết rằng bão Yagi đã mạnh lên thành siêu bão vào buổi đêm thứ Tư 4 tháng 9 và sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến các vùng ven biển Việt Nam vào thứ Sáu 6 tháng 9. Đồng thời nói thêm rằng đến 1 giờ chiều thứ Sáu ngày 6 tháng 9, bão Yagi dự kiến sẽ ở vùng biển phía đông đảo Hải Nam với tốc độ gió 103 dặm một giờ. Cơ quan ngoại giao này cũng dẫn chỉ thị khẩn cấp do Thủ tướng Phạm Minh Chính ban hành vào thứ Ba. Dự báo rằng bão Yagi có khả năng cao ảnh hưởng đến vùng biển và đất liền và các khu vực phía Bắc và Bắc Trung Bộ. Các tỉnh ven biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ninh được khuyến cáo chuẩn bị ứng phó với cơn bão. Các biện pháp bao gồm gia cố mái nhà, cố định các vật dụng dễ vỡ và lập kế hoạch di tản người dân khỏi các khu vực trũng nhất và dễ bị ảnh hưởng. Công điện của Thủ tướng Phạm Minh Chính nói rằng bão số 3 đã mạnh lên thành siêu bão, được dự báo có cường độ rất mạnh, mức độ rủi ro thiệt hại to lớn, diễn biến phức tạp. Công điện cũng yêu cầu chính quyền các địa phương rà soát kỹ, triển khai ngay công tác bảo đảm an toàn đối với các hoạt động trên biển, đảo, bảo đảm an toàn cho người, tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển, đặc biệt là tàu thuyền ở khu vực Vịnh Bắc Bộ và ven biển từ Hà Tĩnh trở ra và tại nơi tránh trú. Trong khuyến cáo của mình, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ ở Việt Nam đã liệt kê kế hoạch ứng phó, trong đó kêu gọi công dân Mỹ không đi đến vùng bị ảnh hưởng do bão, tìm nơi trú ẩn an toàn và theo dõi tin tức địa phương để cập nhật tình hình. Ngoài ra, họ cũng được kêu gọi kiểm tra bộ đồ dùng khẩn cấp để đảm bảo có đủ thuốc men và các vật dụng cần thiết khác, cũng như bảo vệ các tài liệu quan trọng của bạn, bao gồm cả hộ chiếu. Tin tức cho biết có một số công dân Việt Nam nằm trong số hơn 660 người bị kẹt đã nhiều tuần qua tại một sân bay quốc tế ở Sao Paulo, Brazil. Bộ Ngoại giao Việt Nam xác nhận sau khi có tin những người này đến Brazil để tìm đường đến Mỹ hoặc Canada. Bà Phạm Thu Hằng, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam đã xác nhận thông tin này tại một cuộc họp báo thường kỳ vào chiều ngày 5 tháng 9 và cho biết Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil đang phối hợp với giới chức sở tại để nắm tình hình và đưa ra các biện pháp bảo hộ công dân. Bà Hằng cũng cảnh báo công dân Việt Nam khi đi di cư nước ngoài cần tìm hiểu kỹ về quy định chính sách pháp luật của nước đến và nước quá cảnh. Bà nói trong thời gian qua, giới chức trong nước đã khuyến cáo người dân về những rủi ro của con đường di cư không chính thức. Bà khẳng định chính phủ Việt Nam quyết tâm chống di cư trái phép và nạn buôn người, trong khi thúc đẩy di cư hợp pháp an toàn.
Một trung tâm mang tên Mái Ấm tiếp nhận nuôi dưỡng những trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ không nơi nương tựa ở thành phố Sài Gòn đã bị chính quyền đóng cửa sau khi những hành vi bạo hành trẻ nhỏ ở đây bị phát giác. Theo đó, Mái Ấm Hoa Hồng nằm trên đường Tô Ký đã bị Ủy ban Nhân dân quận 12 thu hồi giấy phép và đình chỉ hoạt động hôm 5 tháng 9, trong khi người chủ cơ sở cùng một số bảo mẫu đang bị công an tạm giữ để điều tra. Kết quả điều tra ban đầu của công an quận 12 cho thấy, 5 bảo mẫu ở cơ sở nuôi dưỡng này đã có hành vi hành hạ trẻ em. Trong đó, một bảo mẫu là bà Nguyễn Thị Ngọc Cẩm, 46 tuổi, quê Đồng Nai, hội đủ yếu tố cấu thành tội hành hạ người khác theo Điều 140 Bộ Luật Hình Sự. Bà Cẩm đã khai nhận tại công an rằng, trong quá trình chăm sóc trẻ, bà đã nhiều lần dùng tay đánh vào cơ thể của trẻ để làm cho các cháu sợ không quấy phá. Ngoài ra, người chủ của Mái Ấm này là bà Giáp Thị Song Hương cũng đang bị công an tạm giữ để điều tra. Những hành vi bạo hành tại Mái Ấm này đã được phanh phui trong một bài phóng sự điều tra trên báo Thanh Niên có tựa đề Tội ác trong một mái ấm, mà theo đó các bảo mẫu tại đây đã đánh, tát, đấm các bé cũng như bóp miệng, bóp mũi các bé để đổ thuốc hay nhét thuốc. Toàn bộ trẻ nhỏ ở đây đã được đưa sang các cơ sở bảo trợ xã hội công lập để được chăm sóc hay liên hệ tìm người thân để cho đón về. Tại thời điểm nhà chức trách kiểm tra, Mái Ấm Hoa Hồng đang nuôi dưỡng 85 trẻ, trong đó có 15 trẻ sơ sinh, 37 trẻ từ 1 đến 3 tuổi. Đại diện Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố nói rằng, vụ bạo hành trẻ ở Mái Ấm Hoa Hồng là rất nghiêm trọng và những ai vi phạm chắc chắn sẽ bị xử lý nghiêm minh. Mái Ấm Hoa Hồng được Phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận 12 cấp giấy phép hoạt động hồi năm 2023 với chức năng là nuôi dưỡng trẻ cơ nhỡ, trẻ bị bỏ rơi, trẻ mồ côi và trẻ lang thang. Cơ sở này cũng có hoạt động kêu gọi đóng góp từ thiện trên mạng xã hội để có ngân quỹ hoạt động. Quý vị vừa theo dõi phần tường trình tin tức trong ngày của hệ thống truyền thông TNT Media qua phần trình bày của Thảo Nguyên. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Thảo Nguyên xin thân ái, mến chào.